Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách ngâm saffron mật ong một cách chuẩn nhất để các bạn có một hũ saffron chất lượng trong nhà, sử dụng tốt cho sức khỏe cho cả gia đình mình. Đầu tiên, để có một hũ saffron chất lượng thì chúng ta phải chọn loại saffron dòng chất lượng cao cấp nhất nha các bạn nhé. Nhất là đây là dòng saffron dòng Super Legin. Đây là loại saffron có hàm lượng dưỡng chất cao nhất, cao gấp 3,5 lần so với thị trường. Thứ hai, thành phần không thể thiếu đó là mật ong. Mình sẽ sử dụng là mật ong khoái rừng, đây là loại mật ong rừng thiên nhiên. Và thành phần thứ ba đó là hũ thủy tinh đã rửa sạch và tiệt trùng. Và thành phần không thể thiếu đó là máy xay sinh tố và đũa để chúng ta sẽ khuấy đều saffron và mật ong. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ xay saffron các bạn nhé. Các bạn lấy 5g saffron cho vào máy xay sinh tố để xay. Các bạn nhìn này, chúng ta sẽ xay thành cái bột mịn như này nhé. Các bạn nhìn này, bột mịn như này vậy. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ xay thành bột mịn như này. Mình sẽ cho 500ml mật ong vào bột mịn như này. Đây nha các bạn nha, mình sẽ chuẩn bị là 500ml mật ong rừng nguyên chất này. Thì cho vào là 5g saffron. Đảo đều lên. Hũ saffron này sau 14 ngày mình sẽ sử dụng được. Và mỗi lần dùng là các bạn chỉ cần dùng là một thìa cà phê với 150-200ml nước ấm. Dùng trước khi ăn buổi sáng và trước khi đi ngủ buổi tối là một tiếng nếu với trường hợp các bạn bị mất ngủ. Còn đối với đau dạ dày thì các bạn chỉ cần dùng trước khi ăn vào buổi sáng và buổi tối nhé. Mình có một chị khách hàng, chị ấy cả nhà bị đau dạ dày do HP. Trước khi gặp mình, chị đã dùng rất nhiều các biện pháp để cải thiện tình trạng nhưng mà nó không cải thiện được mấy, thường xuyên bị nóng cổ, hơi khó chịu. Con trai thì hay bị đau bụng. Khi được mình tư vấn, chị đã lấy hũ saffron và sử cho cả nhà sử dụng. Thật may mắn và hạnh phúc hơn 10 ngày sử dụng liên tục vì chị ấy đã cảm nhận được là có sự cải thiện rõ rệt, là mình giảm rất nhiều cái trường hợp nóng, chua và còn không cảm giác khó tiêu đầy bụng. Cá nhân mình thực lòng khuyên các bạn đang gặp tình trạng như mất ngủ, đau dạ dày, hãy cho mình một cơ hội sử dụng hũ saffron mật ong này. Cần các bạn sử dụng liên tục đều đặn theo mình hướng dẫn thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy cả cơ thể cải thiện cực kỳ rõ rệt. Nếu các bạn mà thấy trong 10 ngày mà liên tục sử dụng mà không thấy có vấn đề gì thì mình xin lại thu hồi lại sản phẩm nhé. Các bạn muốn tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm thì hãy liên hệ với mình theo số Zalo là 0978 225 785. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào.